Thì như vậy mình phân tích, mình phải dựa vào đấy là chính thống rồi. Dạ. Thì vậy virus là gì? Virus là một cái bệnh truyền nhiễm. Đúng như chị nói, đã là virus là truyền nhiễm. Mà người ta nói chữ hiếm, hiếm nghĩa là gì? Là người ta biết tên nó là gì rồi, nhưng ông ấy tránh, ông không nói ra, nên ông cố tình giấu. Hiếm tức là có tên có tuổi, chứ không có tên tuổi, chứ không phải lạ. Lạ là cái chưa biết, Dạ vâng. còn hiếm là cái ta biết rồi. Có tên có tuổi như vậy ông biết chắc chắn rằng là virus này là virus có tên và độc hại. Thì tất nhiên virus độc hại thì tất mức độ khác nhau cái độc hại mình ghi nhận. Như vậy với cái thông tin đấy thì mình phải khẳng định mấy điều là thế này. Và như ông Triệu đã nói là ông Trần Đại Quang bị phát hiện bệnh từ tháng 7 năm 17, tức đến giờ là 14 tháng rồi, chứ không phải mới phát hiện, và đã 6 lần sang Nhật điều trị. Và với những thông tin như vậy thì tôi có thể, về mặt góc độ y khoa, tôi có thể tạm thời tôi nói như thế này. Một là virus là bệnh truyền nhiễm, mà khi ông đã khẳng định rằng bệnh truyền nhiễm này hiếm, nhưng mà ông chắc chắn biết tên như tôi vừa nói, mà ông vẫn để cho ông Trần Đại Quang họp bộ chính trị tiếp các nguyên thủ quốc gia đi thăm nước ngoài, thì như vậy mình phải hiểu rằng là cái virus này dù nó có hiếm và độc hại mấy nhưng vẫn không lây qua con đường thông thường là con đường tiếp xúc. Ví dụ mình tiếp xúc người qua với người qua con đường là nước bọt, con đường hô hấp, con đường có thể bắt tay, mà nó chỉ có thể lây qua con đường là con đường máu tiêm chích hoặc con đường tình dục mà thôi. Chính vì thế cho nên nó vẫn để cho ông đây bộ chính trị và tiếp xúc mọi người bình thường. Thì nếu mà có thể lên con đường thì chắc chắn là ông Quang phải bị cách ly, không thể là tiếp xúc với mọi người nữa, và phải xác định ông là ổ dịch rồi. Dạ. Thì bây giờ nếu mà bị dịch lây chết cả bộ chính trị thì sẽ nghĩ to. Thế cho nên lại cái bệnh bị này virus thì rõ ràng chỉ có thể lên con đường tiêm chích, đường máu và đường tình dục, là mình phải giới hạn như thế, không lây con đường thông thường. Dạ. Và virus thì nói cho về mặt khoa học thì nó tồn tại luôn luôn, dù có hiếm hay dù có không hiếm thì là trong môi trường ta luôn luôn tồn tại. Thế tại sao lại ông cứ bị người khác không bị? Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cơ quan khống chế và phòng chống bệnh tật của Hoa Kỳ CDC vào cuộc điều tra về cái chết của Trần Đại Quang. Chẳng bao lâu sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời, Cơ quan khống chế và phòng chống bệnh tật của Hoa Kỳ CDC đã mời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Kim Ngọc đến Atlanta, nơi có bản doanh của CDC, để nghe trình bày về kết quả nghiên cứu điều tra về cái chết này, trước khi họ mở cuộc họp báo để công bố chính thức. Từ bao đời nay, CDC vẫn làm việc 24/7 để bảo vệ nước Mỹ trước những đe dọa về sức khỏe, an toàn và an ninh ở cả bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ. Cho dù các bệnh này xảy ra bất kỳ nơi nào trên thế giới, cấp tính hay là mãn tính, có thể chữa hoặc là phòng chống được hay không, cho dù do sai lầm hay cố tình của con người, CDC vẫn vào cuộc vì đó là trách nhiệm của cơ quan này. Bởi thế, từ Ebola bên châu Phi cho đến cúm gia cầm H5N1 bên châu Á, CDC đều xía mũi vào. Nhất là khi ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho biết ông Quang mắc một loại virus hiếm gặp và độc hại, thì CDC lại càng tò mò, kích động hơn nữa. Thật đúng là sen đầm quốc tế. Và cũng bởi thế, nhiều nhà khoa học xuất thân từ CDC đã ám nhiều giải thưởng y học quốc tế và y học rằng sau cuộc điều tra này, biết đâu chừng họ sẽ nhận thêm một giải nữa. Vẫn biết là vé máy bay mua đi ngay như vậy thì quả là rất đắt, nhưng Đại sứ Ngọc chẳng có gì phải quan tâm. Mới nhậm chức vụ chưa được bao lâu, vừa trình quốc thư lên Tổng thống Donald Trump, Đại sứ rất nóng lòng, muốn đi nhiều nơi để trải nghiệm. Sẵn dịp tranh thủ ghé Walmart hoặc Costco mua ít thực phẩm chức năng chính hãng gửi về Việt Nam, tặng cho bà con khắp làng, khắp xã. Thực tình mà nói, tiền vé máy bay hạng nhất chỉ là cái móng tay so với phí thu hoạch được từ những visa mà sứ quán đã cấp cho người muốn nhập cảnh vào Việt Nam. Thật chỉ là chuyện nhỏ. Sau đây là phần trao đổi giữa Đại sứ quán Hà Kim Ngọc và bác sĩ Robert Redford, giám đốc của trung tâm CDC. Đại sứ Hà Kim Ngọc, xin bác sĩ cho biết quy trình điều tra của CDC trong vụ này. Bác sĩ Robert Redford, CDC chúng tôi luôn luôn làm việc đúng quy trình. Chúng tôi căn cứ vào các mẫu bệnh phẩm và các kết quả xét nghiệm của nhà thương bên Nhật và của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội. Đại sứ Hà Kim Ngọc, thưa bác sĩ, các hồ sơ đó thuộc về bí mật nhà nước, làm sao mà CDC có được? Bác sĩ Robert Redford, Nhật Bản cũng có tham nhũng, chắc ngài còn nhớ vụ công ty PCI của Nhật Bản
và quan chức Huỳnh Ngọc Sĩ, xui gia của Hai Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn quân viện 108 thì chắc là ngài cũng biết. Đại sứ Hà Kim Ngọc: vậy thì nguyên do nào mà chủ tịch nước kính yêu của chúng tôi đi theo cụ các Mác và Bác Hồ? Bác sĩ Robert Redford: CDC xin khẳng định là chẳng có virus độc hại nào và hiếm gặp gì cả đâu. Chẳng qua là vì một lý do cực kỳ đơn giản, đó là bội thực. Đại sứ Hà Kim Ngọc: xin bác sĩ nói rõ thêm một tí được không ạ? Tôi không hiểu về việc này. Bác sĩ: trái đất này có âm thì có dương, có đầu ra thì có đầu vào, có ăn vào thì có thải ra. Đằng này ông Quang chỉ có ăn mà không có thải, thì bội thực là điều đương nhiên rồi. Đại sứ Hà Kim Ngọc: lý do đơn giản là như vậy, mà tại sao các chuyên gia Nhật lại không tìm ra nhỉ? Chữa không khỏi dù đã sang đó cả 6 lần. Bác sĩ: dễ hiểu quá đi mà. Khi ở quân y viện 108, ông Quang được nuôi bằng thức ăn Việt Nam không an toàn vệ sinh thực phẩm, nên các cuộc xét nghiệm máu, phân, nước tiểu, vân vân và vân vân đều có vấn đề. Còn khi đưa sang Nhật, được nuôi bằng bò Kobe, sushi, sake, được kiểm tra nghiêm túc, nên tất cả các xét nghiệm đều tốt. Các bác sĩ Nhật vò đầu bứt tai mãi mà vẫn không biết là bệnh tình gì. Họ phải bó tay. Đại sứ Hà Kim Ngọc: lúc nãy bác sĩ nói rằng ngài chủ tịch kính mến của chúng tôi chỉ có ăn mà không có thải, nhưng rõ ràng là ngài ấy đã cúng cho chùa Vĩnh Nghiêm một cặp đèn trị giá 19 tỷ cơ mà. Bác sĩ: cái đó thì gọi là hối lộ, trao phong bì cho bụt theo thói quen bất trị và vô tư của quan chức Hà Nội, chứ không phải là thành tâm làm lành lánh dữ. Đại sứ Hà Kim Ngọc: đáng lý ra ngài chủ tịch nước của chúng tôi phải làm gì thì mới khỏi bệnh, thưa bác sĩ. Bác sĩ Redford: để tôi kể cho ngài câu chuyện xưa mà chắc là ngài cũng biết. Có một nhà hiền giả bức xúc trong nhiều năm để tìm được một thần linh xứng đáng cho mình thờ lạy. Chàng đã đốt đuốc đi tìm linh tinh khắp hang cùng ngõ hẻm mà vẫn chưa tìm ra. Một ngày kia, chàng dừng chân ở một ngôi đền thờ nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh xa xôi. Hương khói chẳng có, chỉ có trơ trơ mỗi tượng Phật nứt nẻ. Chàng quỳ dưới chân bức tượng, cầu xin Đức Phật cho mình biết nên tôn thờ ai. Bỗng nhiên từ trong bức tượng Phật hiện ra và phán: chàng cần phải đi thêm nữa, tốn tiền xe pháo mã. Người hãy nhanh chân trở về quê nhà. Người nào mừng rỡ chạy ra đón ngươi trước tiên thì đó mới chính là ngươi phải tôn thờ phục vụ. Làm theo lời Phật, nhà hiền giả ba chân bốn cẳng trở về làng. Và người đầu tiên ra đón chàng chính là bà mẹ của mình. Từ đó nhà hiền giả mới ngộ ra được. Thưa, ý của bác sĩ là? Bác sĩ Redford: ý của tôi là lúc sinh thời, thay vì dùng tiền tỷ để thỉnh cặp đèn cúng bụt, ngài chủ tịch nên dùng tiền đó để giúp dân tộc Tây Nguyên có điều kiện cải thiện cuộc sống, thay vì truy bức họ, đền bù thỏa đáng cho người nào bị cưỡng chế, tạo điều kiện để không ai phải chết trong đồn công an, xây thêm bệnh viện để người bệnh khỏi phải nằm chung giường với nhau, xây thêm cầu để trẻ em khỏi phải lội suối đi học, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, nhức đầu sổ mũi cũng chẳng có, huống chi là virus lạ và độc hại. Đại sứ Hà Kim Ngọc: xin cảm ơn bác sĩ đã chủ động mời tôi đến đây để giải thích về kết quả điều tra của CDC trước khi có họp báo chính thức. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bình Trúc Vô Minh Quang Tự Diệt, Trọng Ngân Bạc Phúc Sản Tất Vong. Bài viết của tác giả Minh Quân được đăng trên trang Việt Nam Thời Báo. Cựu Bộ trưởng Bộ Công an và cũng là người vừa trở thành cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không còn cơ hội để xác lập một quy luật chính trị về phạm trù của cá nhân ông là tái xuất hiện trước một hội nghị trung ương. Trần Đại Quang tái xuất trước một hội nghị trung ương đã không thành quy luật. Cái chết đột ngột và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 đã khiến cho ông Quang biến mất. Nhưng không phải là hình ảnh biến mất mang tính ẩn dụ và trào phúng như hai lần trước, mà lần này là biến mất thật, biến mất một cách vĩnh viễn. Vụ việc này xảy ra ngay trước khi diễn ra một hội nghị trung ương của Đảng cầm quyền. Hội nghị Trung ương 8 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018. Trong hai sự kiện biến mất trước đây của Trần Đại Quang, được cả giới truyền thông quốc tế chú ý, nhưng lại không được hệ thống tuyên giáo và báo Đảng Việt Nam công bố. Chỉ có lần đầu tiên ông Quang biến mất vào năm 2017 là có một chút tin tức. Khi đó, giáo sư Phạm Gia Khải, một thành viên của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nói với BBC rằng ông chủ tịch Trần Đại Quang đã sang Nhật điều trị bệnh. Tuy nhiên, không có thành viên nào của Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương đi theo.
Nhưng điều kỳ lạ là trong cả hai lần biến mất trên, đã không có bất kỳ một xác nhận chính thức nào từ phía các bệnh viện hoặc là Bộ Y tế Nhật Bản về việc ông Quang đến các cơ sở y tế của nước này để chữa bệnh. Chính một tờ báo lớn của Nhật là Nikkei đã xác nhận việc ông Trần Đại Quang không có ở Nhật vào thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2017. Có lẽ bài báo mang tính khẳng định của Nikkei về hành tung của Trần Đại Quang có thể khả tín đến mức ngay sau đó một số dư luận đã đặt ra dấu hỏi. Nếu không ở Nhật thì ông Trần Đại Quang đã ở đâu trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2017? Và ở đâu trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 năm 2018 đến sát hội nghị Trung ương 7 vào đầu tháng 5? Việc một số nguồn tin trong nước cho biết Trần Đại Quang đi Nhật chữa bệnh, liệu chỉ là dạng thông tin ngây thơ, không nắm rõ thực chất vấn đề hay là một thủ đoạn tung tin giả để đánh lạc hướng dư luận, nhằm phục vụ cho một ý đồ chính trị nào đó, hoặc cụ thể hơn là một dàn xếp chính trị nào đó. Nhưng dù là những lần biến mất của Trần Đại Quang xảy ra một cách ngẫu nhiên hay là theo một ý đồ chính trị hoặc được giả định như một thuyết âm mưu chính trị, thì điều thú vị rờn rợn là cuối cùng, trong cả hai lần vào năm 2017 và 2018, ông Quang vẫn tái xuất giang hồ mà không đi luôn như một số đồn đoán trước đó. Vào cuối tháng 8 năm 2017, sau khoảng một tháng biến mất, Trần Đại Quang đã xuất hiện trở lại với gương mặt xanh xao và hốc hác, khiến cho dư luận một lần nữa kể từ sau vụ scandal chấn động Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh sang Pháp chữa bệnh vào giữa tháng 5 năm 2015. Người ta nghi rằng hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang tái xuất không phải là thật. Trong những tháng sau đó, người ta không thấy ông Quang xuất hiện nhiều, rồi có tin đồn là căn bệnh ung thư máu của ông lại tái phát. Để đến sát hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5 năm 2017, dư luận một lần nữa đã ồn ào về sự biến mất của Trần Đại Quang, nhưng vào lần này còn tô đậm hơn, rằng ông Quang sẽ phải nghỉ. Song tại hội nghị Trung ương 7, Trần Đại Quang vẫn xuất hiện, thậm chí là còn ngồi bên cạnh Nguyễn Phú Trọng và là người điều hành phiên khai mạc của hội nghị này. Như một quy luật đã thành hình vào các năm 2017 và 2018. Vào năm trước là sự kiện APEC sau hội nghị Trung ương 6, còn vào năm nay là chuyến công du Nhật Bản được chào đón bằng 21 phát đại bác và được đón tiếp với nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia sau hội nghị Trung ương 7. Trần Đại Quang lại biến mất trước một hội nghị Trung ương rồi lại xuất hiện sau hội nghị Trung ương đó. Nhưng quả là bình trúc vô minh quang tự diệt, như dân gian truyền miệng. Trần Đại Quang đã không thể vượt qua lần thứ ba này, trước hội nghị Trung ương 8. Virus hiếm và độc hại, một cách mô tả của bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, và giống như cái cảnh nói đầy mập mờ của ông Triệu vào những ngày sát Tết Nguyên đán năm 2015 về tình trạng ta khỏe mà có chi mô của trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, thì ông Quang có thể đã bị một loại virus nào đó, song không biết là virus y học hay là virus thâm cung bí sử chính trị, đã tấn công bất ngờ đến nỗi phải vong mạng chỉ sau ít tiếng đồng hồ.